Với tư cách một người trong cuộc, một người chứng kiến sự việc từ những năm 2014-2015, những người đầu tiên tham gia các hội nhóm, nên tôi muốn làm video clip để nhắn nhủ những người đã và đang làm báo, những người trước đây từng có các bài viết chống lại những người tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hiện nay là Azotheo để đánh phá những con người có ý thức cảnh giác cách mạng. Xét từ tư cách đảng viên, tôi cảm thấy các cơ quan quản lý báo chí cần phải kiểm điểm về lập trường chính trị của một số nhà báo hiện nay. Các nhóm yêu nước bị đánh phá, 5 năm nhìn lại. Những ngày mùa hè oi ả của năm 2014-2015 với thời tiết nóng bỏng và ngột ngạt hơn là với các cuộc biểu tình của hàng ngàn người xuống đường, tuần hành, tham gia, làm cho các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng phải căng mình để giảm áp lực, giảm nhiệt của những cái đầu nóng. Năm 2015-2016, khi mạng xã hội đang phát triển ở Việt Nam, kiến thức, nhận thức, thông tin đối với nhiều người còn hạn chế, các thông tin đưa ra không được kiểm chứng như hiện nay, bọn phản động xem đây là thời cơ và coi mạng xã hội là một kênh tuyên truyền chống phá rất hiệu quả với hàng ngàn nhóm chống đối trên mạng. Hàng ngày, chúng tuyên truyền hàng ngàn bài viết, chia sẻ, video khiến người dân vô cùng hoang mang. Cũng thời điểm đó, Trung Quốc có hàng loạt các hành động xâm phạm chủ quyền trên biển khiến người dân trong nước vô cùng căm phẫn. Bọn phản động kêu gọi biểu tình công khai rầm rộ tại các quận huyện của Hà Nội vào các ngày cuối tuần. Chúng còn ngang nhiên thách thức các cơ quan chức năng. Một bộ phận không nhỏ người đi biểu tình là người dân, sinh viên bị kích động. Những người này bị các hội nhóm như No, Green Cheese, Linh Mục Phản Động tuyên truyền, kích động đến mức không thể bình tĩnh nghe các cơ quan chức năng giải thích. Trong đầu của không ít người, thậm chí là không ít người tự nhận là nhân sĩ, trí thức, có trình độ như Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Cống, Xuân Diện, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, lại là những người hăng hái cổ súy, kích động người dân xuống đường. Trong mắt những con người này chỉ thấy giặc tàu và tay sai của giặc, nên mọi lời giải thích của chính quyền từ thấp đến cao đều vô nghĩa. Họ cứ mặc nhiên chửi, xúc phạm các lực lượng chấp pháp, kêu gọi tụ tập để gây rối, buộc các cơ quan chức năng phải áp dụng các biện pháp mạnh để giải quyết. Bất bình trước các hoạt động cực đoan, ngang nhiên của bọn phản động, các hội nhóm tự phát do những bạn trẻ yêu nước, những người dân lao động gồm nhiều thành phần xã hội đã chủ động tập hợp nhau lại, cùng sinh hoạt văn hóa, tổ chức tham quan các di tích lịch sử, tuyên truyền về lòng yêu nước, xung phong giúp đỡ chính quyền, viết bài, làm video clip, giải thích cho người dân, vạch trần các thủ đoạn lừa bịp, lôi kéo của bọn phản động, tấn công trực diện vào tận xào huyệt của bọn phản động như Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thị Đoan Trang, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Hoàng. Các nhóm Việt Vision, Giải Độc Chính Trị, Dư Luận Viên, Hội Cờ Đỏ. Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc với những cái tên như Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ, Vích Nước Nóng, Kỳ Bo, Thanh Niên Cộng Sản, Cựu Chiến Binh Thắng Còng, làm cho bọn phản động phải kinh hồn khiếp vía, mất ăn, mất ngủ, dè chừng trong hoạt động. Khi những lý lẽ của bọn phản động không thể bẻ gãy được lý luận của những người tham gia phong trào, thì các hội nhóm yêu nước trở thành cái gai, là những mục tiêu đánh phá, chửi bới, mạt sát của bọn phản động. Chúng gọi những bạn trẻ này là dư luận viên, là bưng bô. Nhưng không vì thế mà những thành viên mất đi nhiệt huyết cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2015. Ngày 14 tháng 3 năm 2015, các nhóm phản động lợi dụng sự kiện Trung Quốc nổ súng xâm lược Trường Sa, khiến 64 cán bộ chiến sĩ hải quân hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988 để tổ chức tụ tập, biểu tình, nói là tưởng niệm, nhưng số này in các băng rôn với nội dung ai đã mang 64 cán bộ chiến sĩ ra làm bia cho giặc tàu, đà đảo Đảng Cộng sản bán nước, vân vân. Cùng hệ thống máy móc phục vụ livestream để chửi bới lực lượng đảm bảo an ninh, chỉ chờ có phản ứng là lu loa, công an đánh dân, đánh người yêu nước. Nhận được thông tin bọn phản động có ý định tụ tập, chẳng ai bảo ai, các thành viên hội nhóm yêu nước đã họp nhau lại, bàn bạc, trong đó phương án dùng cờ Tổ quốc,
cờ đảng, che mặt, che màn hình máy quay, không để chúng căng băng rôn khẩu hiệu, quay phim kích động tại tượng đài Lý Thái Tổ. Bất lực trước hoạt động của các nhóm yêu nước, bọn phản động viết bài, tung clip với nội dung rằng các bạn trẻ ngăn cấm người yêu nước thắp hương tưởng niệm. Vì lý do như vậy, các nhà báo salon có quan điểm phức tạp, ủng hộ các nhân sĩ trí thức người yêu nước chống tàu kia liền chộp lấy để vu cáo, bôi nhọ, thậm chí có những người còn lên tiếng xúc phạm các cá nhân tham gia hội cờ đỏ. Những người này viết bài đăng lên báo chí để tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông vô cùng phức tạp, hậu quả vô cùng nặng nề. Đánh phá ác liệt nhất có lẽ là Báo Giáo dục Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, VN Express với các bút danh Võ Hải, Thanh Vũ, Xuân Dương. Thậm chí có một ông phó tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam tên DN Tước đã lên mạng lưu loa quy kết với từ ngữ miệt thị rằng những người tham gia đấu tranh là dư luận viên, đám vô học. Với những bài viết vô căn cứ, nhìn mặt bắt hình dong, cảm tính, thiếu kiểm chứng, vi phạm nguyên tắc báo chí đã khiến cho những người tham gia phong trào yêu nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về tinh thần, vật chất, tạo ra những cái nhìn méo mó, thiếu thiện cảm về những người tham gia nhóm đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, dù là một hình thức nhóm tự phát, tự thành lập trên tinh thần yêu nước, phi lợi nhuận. Điển hình, Kibor bị đuổi việc thất nghiệp phải bôn ba khắp nơi, Phích Nước Nóng và Thân Thị Phượng bị ảnh hưởng đến học tập, Đỗ Anh Minh bị kỷ luật, mọi người tha phương, tứ tán, phong trào yêu nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong 3 năm sau đó, không tìm được thế hệ trẻ tự phát, xông xáo như vậy. Những người có trách nhiệm đã từng kêu gọi mọi người tham gia phong trào chống biểu tình, chống phản động thì tỏ ra thờ ơ, không có trách nhiệm. Việc này khiến uy tín của chính cá nhân họ bị sụt giảm khi họ không bảo vệ được những người yêu nước do mình vận động họ tích cực tham gia. Câu hỏi về trách nhiệm của những người này sẽ mãi còn để ngỏ. Câu nói trả lời báo chí kia sẽ được ghi nhớ, nhưng lòng yêu nước của họ vẫn luôn nhiệt huyết vì điều đó không phụ thuộc vào phát ngôn hay hành động của ai. Về phía bọn phản động và số nhà báo bất mãn, chúng rất hỉ hả sau khi nghe thấy các cơ quan có thẩm quyền phủi đi trách nhiệm rằng sẽ xác minh nhóm người kia. Chúng viết bài công kích cho rằng những người tham gia phong trào là con hoang, bị vắt chanh bỏ vỏ. Chúng hả hê chỉ trích những người yêu nước đến tận bây giờ và những người này không đáng phải chịu cái tiếng như vậy. 5 năm nhìn lại biến cố này, chúng ta cần phải có một cái nhìn khách quan, trả lại cho họ danh dự, nhân phẩm, một tiếng xin lỗi. Những việc họ làm 5 năm trở lại đây, dù không còn nhiều tiếng vang, không còn những hoạt động nổi bật, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn góp sức cho sự nghiệp chống phản động, chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng. Họ là những người tiên phong. Ca sĩ Duy Mạnh bị đánh hội đồng, cần phải xử lý ngay bọn phản động Ngọc Vũ, Trương Châu Hữu Danh. Ngày 7 tháng 8 năm 2020, ca sĩ Duy Mạnh đã bị Cục Biểu diễn Nghệ thuật và Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng như trang Facebook của Duy Mạnh cho biết. Anh chủ động nộp phạt vì anh thấy trách nhiệm của mình khi sử dụng Facebook có lời lẽ tục tĩu, chưa đúng thuần phong mỹ tục, dù chưa có quy định của Việt Nam xử phạt hành vi nói bậy trên mạng Internet. Tuy nhiên, vấn đề ở đây cần phải làm rõ tại sao Duy Mạnh lại bị nhiều tờ báo công kích đến thế. Tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2020, đã có trên 50 bài báo tiêu cực lên án Duy Mạnh. Thậm chí, sau khi Duy Mạnh nộp phạt, các bài báo được share đi share lại với một giọng điệu hằn học, khó tả. Qua tìm hiểu, Duy Mạnh là một trong số ít các ca sĩ trong làng giải trí, không ngại có các phát ngôn đụng chạm, công kích trực diện bọn phản động. Nhiều lần, anh trực tiếp bộc lộ quan điểm, bình luận, cà khịa số phản động. Có lẽ, cái tính ngông của anh xuất phát từ cái tính ngông của người con đất cảng. Tính hài hước, thâm thúy của anh tạo ra một hiệu ứng, tạo tiếng cười vui cho người đọc, vừa đảm bảo thể hiện quan điểm chính trị của mình. Có thể, với những người tự nhận là văn minh, lịch sự, thì khó mà đọc và chấp nhận được các bình luận của Duy Mạnh. Lối viết bài, bình luận của anh hiện nay có rất nhiều Facebooker nổi tiếng chọn để viết theo lối viết đố tục giảng thanh, ý tại ngôn ngoại. Trong đó, đố tục giảng thanh là một hình thức sử dụng ngôn ngữ bình dân, bình dị, dung dị, gần với cuộc sống để tạo ra tiếng cười sảng khoái hay chế giễu đả phá một đối tượng nhất định nào đó.
Với một lượng fan đông đảo, hơn 100.000 người theo dõi trang cá nhân, 300.000 người theo dõi trang fanpage và nhiều bài viết đem lại cái nhìn chính trị tốt cho người đọc về chủ quyền biển đảo. Về các vấn đề thời sự trong nước, Duy Mạnh đã có một lượng fan nhất định. Có lẽ do bị cà khịa mà hàng loạt các nhà dân chủ nửa mùa có ảnh hưởng như MC Lũ, Trương Châu Hữu Danh, Phương Ngô, Bạch Hoàn, Ngọc Vũ, Châu Đoàn, Đoàn Kiên Giang nuôi quyết tâm phải dùng truyền thông bẩn nhằm công kích dằn mặt cá nhân Duy Mạnh. Và thủ đoạn bẩn thỉu nhất là chúng dùng ở đây chính là vấn đề chủ quyền biển đảo, một vấn đề nhạy cảm có thể kích động sự mù quáng của không ít người. Sự việc bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 2020 khi Trương Châu Hữu Danh, Ngọc Vũ, Đoàn Kiên Giang, Báo Tuổi Trẻ cùng hàng loạt kẻ cầm đầu trong nhóm làm báo sạch dùng thủ đoạn cắt ghép bình luận của Duy Mạnh từ 2018. Trong đó, Duy Mạnh bình luận với nội dung đá đều bọn phản động khi chúng vào bình luận trong bài viết của anh. Trước đó, anh phân tích và giải thích về dự thảo luật hành chính, kinh tế đặc biệt, còn đám phản động thì vào xuyên tạc. Và chúng đã cắt ghép các bình luận giải thích mang tính tích cực và chỉ chụp lại duy nhất đoạn bình luận mà khi đọc dễ khiến người khác hiểu lầm. Với những kẻ chuyên làm truyền thông bẩn như Trương Châu Hữu Danh và đám phản động thì điều này không quá xa lạ. Kết quả, sau cuộc tấn công của đám phản động, Duy Mạnh bị cộng đồng mạng hiểu lầm, chửi rủa, cục biểu diễn nghệ thuật mời Duy Mạnh lên làm việc. Dù buổi làm việc diễn ra ôn hòa, nhưng các đối tượng đều viết bài có nội dung rất hả hê và tiếp tục đe dọa sẽ cho sập các trang fanpage, trang cá nhân Facebook của Duy Mạnh. Vậy việc xử phạt Duy Mạnh đặt ra những vấn đề gì? Sau khi xử phạt Duy Mạnh, hiện Facebook của anh đã bị báo cáo sập. Trong đó, hàng loạt lời đe dọa từ số phản động được trưng ra. Vậy mà các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí đã có trách nhiệm như thế nào trong vụ việc này? Duy Mạnh có đáng bị như vậy? Chúng ta đã có những bài học về những sự kiện từ năm 2015 của nhóm đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc khi bị chính những người làm báo nhà nước đánh hội đồng. Chúng ta không thể tiếp tục phạm sai lầm khi không lên tiếng bảo vệ các cá nhân tích cực. Hiện vẫn chưa có một thông tin mang tính tích cực nào của các cơ quan báo về vấn đề của Duy Mạnh trừ bài viết ca sĩ Duy Mạnh bị phạt vì hành vi gì của trang Cuộc Sống An Toàn là có tính phân tích công bằng. Thay vì đi tìm hiểu, các nhà báo, kể cả các báo lớn của ngành công an cũng đã không tìm hiểu sự việc, nguồn cơn, thủ đoạn mà đã nhảy bổ vào viết bài đánh hội đồng Duy Mạnh. Xót xa, chúng ta đã sai lầm 2015 khi để phong trào thiệt hại. Giờ, chúng ta không thể tiếp tục rơi vào bẫy của những kẻ phản động bày ra, thiết nghĩ những kẻ dưới đây xứng đáng bị cơ quan chức năng sở gáy hơn là chúng ta làm tan hoang cuộc đời Duy Mạnh. Là một người chứng kiến các bài viết từ đầu, tôi kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần phải trang bị cho các tòa báo một cái nhìn rõ hơn về mặt chính trị, đừng đặt vấn đề nhuận bút hay quảng cáo lên hàng đầu, chỉ thị 05 còn ngay đó chưa ráo mực.